vị và các bạn thân mến, bây giờ thì Kim Thoa sẽ đưa quý vị đến với quận 2 để gặp bạn Hoàng Dung, nhân vật của chương trình Tự tin để đẹp hôm nay. Và bật mí với quý vị là Hoàng Dung của chúng ta thì hơi đặc biệt một tí xíu, và đặc biệt như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quý vị nha. Hoàng Dung phải không em? Chào em. Bạn Nguyễn Thị Hoàng Dung, 22 tuổi, độc thân, là sinh viên năm cuối khoa sư phạm trường Đại học Sài Gòn. Câu chuyện của cô gái trẻ này sẽ như thế nào khi đến với Tự tin để đẹp? Năm nay là năm cuối nên là em muốn là mình phải có một sự đột phá, thay đổi một tí về ngoại hình để chuẩn bị cho sau khi tốt nghiệp thì có một ngoại hình cân đối, phong thái tự tin để mà được nhà tuyển chọn làm để có thể tự tin khi mà đi tìm công việc của mình, đúng không? Dạ. Thường ngày đi, bây giờ chị sẽ hỏi thường ngày. Dạ. Cái phong cách ăn mặc của em như thế nào? Dạ, thường ngày thì đi học thì em chỉ mặc áo thun với quần jean. Rồi nếu mà đến trường dạy thì mặc sơ mi với lại quần tây. Rồi thường ngày thì ở nhà chỉ mặc đồ bộ thôi. Dạ. Chứ không có phá cách mặc gì. Tại vì trong môi trường sư phạm á chị, nên là giống như rèn giũa em, giống như rất là kín. Kính từ trên xuống dưới. Nói chung là cũng ngại khoe cơ thể này kia. Mình có một cái ưu thế hơn người ta, đó là chiều cao. Chiều cao. Em cao mấy mấy? Dạ, có thể là 73, 74. Cao quá. Dạ. Sao không đi thi người mẫu? Nói chung là tự ti, tại vì cơ thể không cân đối lắm chị ơi. Dạ, ba cũng khó nên là cũng không thích con gái đi vô trong cái ngành đó. Nên là em cũng thôi chiều ba học cái ngành sư phạm cho chắc. Khi mà em đăng ký tham gia vào chương trình Tự tin để đẹp á thì người nhà em có biết không? Dạ biết chứ. Mẹ ai em mẹ em kêu em đăng ký. Mẹ biểu em đăng ký hả? Mẹ nói nhìn con mặc hoài về chán quá nên là kêu đăng ký để thay đổi. Là ở nhà thì em có mặc quần short rồi kia. Dạ. Ngại á, tại đùi chân dài là một, với lại là không có tròn trịa người nên là mặt người ta nhìn ánh mắt nên là cũng tự ti. Em có nhiều bạn bè không? Chạy nhiều. Có nhiều bạn cao giống Kim Dung không? Dạ không. Không hả? Em là đặc biệt nhất trong khóa rồi. Có bao giờ mà cảm thấy ôi trời tại sao mà cao đến như vậy? Mà giữa học trong cái ngành trong như vậy, mấy bạn đã hỏi em như vậy, tại sao không chuyển qua học bên nghệ thuật hay gì đó, thì tại sao lại vô trong cái sư phạm để học? Thì em nói là em thích dạy gì đó. Đôi khi thì có mấy đứa nó cũng nói là thôi không đi với mày đâu, mày cao quá làm tao bị chìm hàng hay gì đó. Biết là nó nói giỡn nhưng mà là em cũng thấy buồn. Những bạn nào mà ví dụ như gần em á thì em hay đi, còn mà mấy bạn mà thấp quá thì sợ nó buồn nên thôi cũng ngại đi với nó lắm. Tóc của em thì từ trước tới giờ thì em chỉ để một kiểu tóc như thế này thôi hả? Dạ, đen lại thì em có nhuộm tí xíu lên màu hay dễ vậy thôi, chứ tại vì da em đen á nên là để tóc đen nữa cái nhìn mặt em nó tối hẳn xuống nên em muốn cho nó sáng. Dạ, đi tiệc thì uống giả vậy thôi chị. Khi mà em đi tiệc á, là em mặc cái gì? Những cái đầm cũng an toàn lắm chị, không bao giờ mà ống hay dây gì đâu. Tại vì tay á, ốm dài nữa nên không có biết cái nào tôn dáng nên là thôi. Mình nghĩ là ăn có một tiệc cái xong rồi đi về nên là cũng không có muốn nổi bật hay là làm gì khác nữa. Hôm nay chị sẽ đưa em đến với shop thời trang Honey ở đường Lý Tự Trọng để gặp stylist bên trong luôn. Giới thiệu với Thu Huyền, đây chính là bạn Hoàng Dung. Và đây là Thu Huyền, là stylist sẽ lựa chọn những trang phục mà phù hợp với ngoại hình của Dung nhất. Bạn Dung khá là cao, bạn ốm nữa. Trang phục của bạn mặc cũng khá là năng động nhưng mà nó rất là đơn giản. Nó chỉ phù hợp với mình đi vậy như đi học thôi. Đi học thì thoải mái là trên hết. Là không có cầu cần gì hết. Vậy mục đích hôm nay bạn đến với Honey Shop là muốn mình tư vấn trang phục để mình đi đâu ạ? Em đi tiệc đám cưới sinh nhật hoặc là những cái tiệc bạn bè gia đình gì đó. Bây giờ thì Dung có thể đi vòng quanh shop và lựa một vài bộ trang phục mang ra đây để Hiền tư vấn giúp Dung nha. Dạ rồi. Rồi, mời em.
Sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1m73, nhưng đối với Hoàng Dung đó lại là một trở ngại trong việc ăn mặc của mình. Liệu Hoàng Dung có lựa chọn được trang phục phù hợp với vóc dáng khi đến với shop thời trang Honey? Chị ơi, em đã kiếm được 3 bộ như thế này. Chị có thể tư vấn cho em được không? Dạ. Đầu tiên cái này trước thì cho nó dễ. Dạ. Rồi, em thấy bộ này dễ thương, dễ đẹp chả? Cái bộ này cũng khá là trẻ trung, thì nó cũng hợp với Dung đó. Nhưng mà nói về mình chỉ dành những bộ này để đi tiệc, cái tiệc là mà nhẹ thôi. Lại cái vóc dáng của mình đó, nó ốm quá, mặc những cái đầm mà sọc dọc như thế này á, sẽ làm mình gầy hơn nữa. Đúng rồi. Màu sắc này cũng khá là trẻ trung nha. Rồi, cái này. Bộ này sao hả chị? Đây là cái trang phục mà dành cho những... cũng hơi nổi bật. Nhưng mà chỉ dành cho những người mà có thân hình khá là tròn á. Người ta sẽ mặc vô nhìn sẽ rất, nhìn sẽ thon hơn. Còn mình ốm rồi mặc vô sẽ nhìn rất là bị thùng thình. Nhìn nó rất là lượng thượng á chị. Nó sẽ không phù hợp. Đúng rồi. Còn cái màu sắc thì như thế nào hả? Màu sắc này thì cũng tươi nhưng mà nó khá là, nó cũng khá là chuẩn, nó không phù hợp với bạn. Rồi, rồi. Cái này. Bộ này sao chị? Cái trang phục này á chỉ phù hợp mà để cho mình đi làm á. Nhìn nó sẽ rất là lịch sự, còn nếu mình đi tiệc, giống như đi làm về xong mình đi tiệc luôn á thì nó cũng phù hợp. Với cái chất liệu ren này thì nó khá là theo mốt trong năm nay, nhưng mà với cái họa tiết hoa như thế này á thì nó làm cho mình hơi dừ đi một xíu. Cái cổ này nữa nó sẽ làm cho mình hơi bị khó chịu lúc mà mình hoạt động. Thôi, như vậy là cả ba trang phục thì hình như là không được cả ba rồi đó. Bây giờ làm sao bây giờ? Chắc là bây giờ chị Hiền tư vấn cho em rồi. Được rồi. Bây giờ thì Hiền sẽ chọn một bộ đồ cho Dung để phù hợp cho mình đi tiệc và phù hợp với chương trình Tự tin để đẹp ngày hôm nay ạ. Dạ. Đây là trang phục mà Hiền lựa cho Dung. Xinh quá. Cái trang phục này á, cái vải á, nó có nhũ một xíu, mình đi tiệc lên nó sẽ bắt đèn rất là lộng lẫy. Cái hàng nút này nè, nó làm cho mình trẻ trung hơn. Cái phần nhúm ở eo này nó sẽ ôm vào người mình, nó sẽ làm cho cái vòng ba của mình đầy đặn hơn. Và nó che luôn cả cái chân hơi ốm của mình một xíu. Cái phần tay á chị, đó giờ là em không dám mặc sát nách đâu, tại vì tự ti cái tay cũng ốm và dài á. Nếu mà nó khoét sâu quá bạn mới sợ lộ cái phần tay của mình ra. Còn nó khoét vừa phải á, nó sẽ làm cho cái phần tay của mình thêm đầy đặn hơn. Với lại từ trước tới giờ bạn quen với cái những cái trang phục mà che cái phần tay của mình đi rồi. Cho nên cái đó là cái thói quen của mình chứ không phải là cái phần cái tay của bạn ốm đâu. Rồi em cảm thấy trang phục này như thế nào? Dạ, em cũng rất là thích và rất là hào hứng muốn được thử. Rồi như vậy là bây giờ chị sẽ đưa em vào bên trong để thử trang phục này ha. Nếu như mà thích hợp rồi thì chúng ta sẽ đi làm tóc và make up tại Shifa Tokyo. Rồi cảm ơn Thu Hiền. Đi vào trong em. Cảm ơn chị. Xin chào. Xin chào. Giới thiệu với Hoàng Dung, đây chính là chuyên gia của Salon Tóc Shifa Tokyo. Và đây là bạn Hoàng Dung, là một siêu mẫu của chương trình Tự tin để đẹp. Em hãy cùng với chuyên gia, chúng ta cùng bắt tay vào làm mới mình. Rồi, xin mời em. Dạ, xin mời chị. Cái hình dáng của mình á, tại vì hơi hiện tại là rất là cao thì sẽ không có phù hợp với những cái kiểu tóc ngắn. Thì hôm nay là em sẽ cắt lên cho chị là sẽ cỡ này hả chị? Dạ. Dạ. Và em sẽ tạo những cái kiểu cho chị cúp hoặc là kiểu bay. Dạ, thì cái màu nhựa hôm nay em sẽ nhuộm cho chị cái tông màu đỏ đồng. Vì cái da của chị hiện tại là bị sạm với lại bị tái. Thì cái màu đỏ đồng đó thứ nhất là nó sẽ tôn lên cái màu da của chị, và thứ hai là sẽ trông cái khuôn mặt của chị sẽ trông hồng hào hơn. Dạ, còn về phần trang điểm hả chị? Thì cái khuôn mặt của chị là có những cái lợi thế là phần mắt của mình hai mí rất là rõ, và cái phần chân mày của mình là có độ cong rất là sắc nét rồi. Dạ thì bây giờ em chỉ nhấn nhá nhẹ ở một số điểm như các phần hai phần bên này thì em sẽ làm cho cái khuôn mặt của chị thon hơn. Bạn Nguyễn Thị Hoàng Dung, người đang khá tự ti với chiều cao và cân nặng của mình. Các chuyên gia của Tự tin để đẹp sẽ làm gì để giúp Hoàng Dung tự tin hơn?
giới thiệu với quý vị và các bạn, đây chính là mẹ và cậu em trai của bạn Hoàng Dung, nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Cảm giác của chị trước khi mà gặp Hoàng Dung thì nó như thế nào ạ? Chờ từ hồi chiều giờ hồi hộp lắm mà chưa biết lát nữa như thế nào. Dạ. Cũng mong muốn cho nó tự tin hơn để nó dạng dĩ hơn. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của siêu mẫu Hoàng Dung, xin mời. Hai cao ơi là cao quá. Sao thấy chị của mình thế nào? Con thấy cao. Đẹp không? Dạ đẹp. Có. Mẹ của Hoàng Dung, chị thấy Hoàng Dung như thế nào? Chị thấy nó rất lạ, nó đẹp hơn và tự tin, mặc áo sát cánh. Riêng bản thân của em thì em cảm nhận là ngày hôm nay ngoại hình mới của mình như thế nào? Dạ, thì em thấy ngoại hình cũng lột sáng rất là nhiều. Rồi nhìn dịu dàng, nữ tính hơn. Dám thử cái phong cách mà chưa được thử bao giờ. Thế thì còn lúc mà chuyên gia tháo mang cái tấm gương xuống đó thì lúc đó cảm giác như thế nào? Không nhận đâu, thấy lạ với lại khác rất là nhiều. Một chiếc đầm màu trắng pha nhũ tinh tế dài qua gối. Phần xếp ly ở eo tạo điểm nhấn chia cách thân áo và chân váy. Cộng với đó là chất liệu dày dặn đã giúp cho Hoàng Dung trở nên đầy đặn và thanh lịch hơn. Mái tóc suông dài quen thuộc đã được cắt ngắn hơn, uốn đuôi tạo mái lưa thưa, nhuộm thêm màu đỏ đồng để phù hợp với làn da của Hoàng Dung. Tất cả đã tạo nên một Hoàng Dung thật sự trẻ trung và xinh đẹp hơn. Quá trình thay đổi đã hoàn tất. Khi mà mình tạo kiểu thì mình nên uống những cái lọn dợn nhẹ thôi, hoặc là lọn cúp. Chứ mình đừng có uống lọn nhiều quá thì trong cái khuôn mặt mình sẽ bị lớn tuổi á. Còn về phần trang điểm thì mình tránh đánh cái phần mắt của mình nó sâu quá và nó đậm quá thì trong cái mắt của mình sẽ rất là dữ. Môi thì cái màu môi của mình sẽ hợp với màu cam hơn là màu hồng hoặc là màu đỏ. Thì hy vọng với lời khuyên của chuyên gia dành cho em cũng như là phiếu quà tặng mỹ phẩm và chăm sóc da mặt Spa Vĩnh Tân trị giá 1.150.000 đồng thì chương trình sẽ gửi đến em, và hy vọng là càng ngày em sẽ càng xinh đẹp và trẻ trung. Rồi chương trình sẽ gửi đến em. Cảm ơn chị và chương trình. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chào đón nhân vật thứ hai của chương trình ngày hôm nay. 18 giờ thứ bảy tuần này, xem gì trên HTV7? Những cô nàng siêu đáng yêu, những anh chàng siêu hài hước, những chuyến đi thú vị nhưng cũng lắm gian nan. Con đã lớn khôn, 18 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên HTV7, chỉ có trên